Nếu quý vị đang tìm kiếm giải pháp xử lý các phụ phẩm cành lá tươi khô các loại thành thành phẩm có giá trị cao về kinh tế, vậy thì tuyệt đối đừng bỏ lỡ video này. Công ty Bình Minh xin giới thiệu tới quý vị sản phẩm máy băm cành 2T, năng suất từ 1,2 đến 2 tấn trên 1 giờ. Ngọc Nga xin chào quý vị và bà con. Ở bên cạnh Ngọc Nga đây đó chính là dòng sản phẩm máy băm cành 2T từ công ty Bình Minh cho ra mắt vào đầu năm 2021. Tính đến thời điểm hiện tại thì dòng sản phẩm này đã được bán ra hàng trăm chiếc cho các vị khách hàng ở trên khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là các khu du lịch, resort, các công ty môi trường sản xuất rất là ưa thích lựa chọn dòng sản phẩm này. Với chiếc máy này sẽ hỗ trợ quý vị trong công đoạn xử lý các phụ phẩm cành lá tưởng chừng như là bỏ đi, nhưng có thể tận dụng để đem lại giá trị kinh tế rất là cao cho người sử dụng. Và tiếp tục ở video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ cùng với quý vị cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm máy băm cành 2T để xem nó có gì đặc biệt và lại được rất nhiều quý vị khách hàng của công ty Bình Minh ưa thích lựa chọn như vậy. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nhận thấy cành cây khi trượt xuống rất ngổn ngang, làm vuông víu chiếm diện tích mặt bằng lớn. Thay vào đó, nếu băm nhỏ, có thể tận dụng làm giá thể, phân bón, lót nền, giải quyết triệt để các vấn đề về môi trường, đồng thời đem lại nguồn thu không nhỏ từ những nguyên liệu tưởng chừng như bỏ đi này. Nắm bắt được nhu cầu của thị trường, dòng sản phẩm máy băm cành 2T đã được công ty Bình Minh cho ra đời, giúp quý vị xử lý hiệu quả nguồn phế phẩm cành lá tươi khô. Lá và những rác thải xanh sau khi được băm nhỏ sẽ trở thành nguyên liệu lý tưởng, giúp quá trình phân hủy của phân ủ diễn ra nhanh hơn nhiều. Bằng việc sử dụng động cơ 7,5 kW 3 pha, khỏe khoắn, nguyên liệu sau khi đưa vào buồng băm, hệ thống 3 dao băm sắc bén được gắn trên đĩa đà sẽ có chức năng tạo lực quay tròn, băm vát nguyên liệu cành cây với góc 45 độ tạo thành mảnh nhỏ, với năng suất từ 1,2 đến 2 tấn trên 1 giờ. Máy băm cành cây khô hay tươi với đường kính thân cành băm có thể lên tới 10 cm ra thành những đoạn nhỏ. Sản phẩm sau cùng là những dăm vụn có thể dùng vào ủ làm phân vi sinh hay cho vào bịch trồng nấm. Nhận thấy những lợi thế vượt trội từ những cành lá phụ phẩm, sau khi được cắt tỉa có thể băm nhỏ thành phân bón, tốt cho cây trồng và giúp giải tỏa mặt bằng, đem lại mỹ quan đô thị. Nhu cầu tìm kiếm một dòng sản phẩm xử lý phụ phẩm trở thành nhu cầu trọng yếu. Khi sử dụng máy băm cành 2T của chúng tôi, quý khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức trong việc xử lý các phế phẩm trong quá trình sản xuất. Thành phẩm thu được có giá trị về kinh tế, góp phần giải quyết triệt để rác thải hữu cơ, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp. Bạn đang cần giải quyết, xử lý đống phụ phẩm cành lá để giải phóng mặt bằng cũng như tận dụng nguồn phụ phẩm đó để tạo ra giá trị kinh tế không nhỏ cho bản thân. Vậy thì dòng sản phẩm máy băm cành 2T do công ty Bình Minh sản xuất chắc chắn sẽ là sự lựa chọn phù hợp với quý vị. Và có rất nhiều quý vị khách hàng hỏi Ngọc Nga rằng vậy thì dòng sản phẩm này có thể sử dụng được ở những nơi không có nguồn điện hay không? Thì Ngọc Nga xin thưa là có, và ở video tiếp theo Ngọc Nga sẽ giới thiệu cho quý vị phiên bản máy băm cành 2T lắp đặt đầu nổ D24 không cần sử dụng điện, có thể sử dụng ở bất kỳ đâu. Và để biết thêm thông tin chi tiết về dòng sản phẩm máy băm cành 2T do công ty Bình Minh sản xuất, quý vị cũng đừng quên số điện thoại hotline quen thuộc của công ty đang được hiển thị ở phía trên màn hình, nơi sẽ giải đáp cho quý vị mọi thắc mắc về các dòng sản phẩm. Đến đây thì video đã đến hồi kết thúc. Hy vọng video ngày hôm nay đã đem lại cho quý vị những thông tin hữu ích nhất. Ngọc Nga xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.